tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cách chúng ta thay cái van chia hơi bình ở cái dòng xe đầu kéo Volvo. Thì cái này của hãng So nha các anh em, cái này của hãng So. Còn các anh em muốn mua của hãng của Oppo thì bên mình cũng có bán luôn. Anh em nào cần thì hãy liên hệ với bên mình ha. 0389898100. Cái việc thay cái van chia hơi bình này thì cái biểu hiện của nó là nó bị xì tại cái chỗ này các anh em. Đây. Tại cái chỗ này. Nó đang xì cái chỗ này ha. Tại cái chỗ mình chỉ tay này nè. Thì bên trong nó bị rách cái màng da thì mình thay luôn. Người ta khách người ta yêu cầu là thay mới, mình sẽ thay. Và người ta muốn thay hãng So thì mình sẽ thay hãng So ha. Còn các anh em mà muốn sửa chữa cái van này thì mình cũng có bán vật tư để mình anh em mình sửa luôn. Thì số điện thoại của mình là 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả anh em. Còn các anh em mình lưu ý khi chúng ta thay cái này này là chúng ta hãy mở những cái con này ra ha. Mở những cái con này và các anh em hãy làm giáo là cái con nào qua con đó đúng để chúng ta lắp cho nó ok ha. Chứ tránh trường hợp là nó bị sai và nó ảnh hưởng tới cái áp suất tại góc bình hơi ha. Và các anh em mình lắp vào thôi ha. Đây, mình lắp cái mới vào. Cái này thay thì cũng đơn giản thôi ha. Đối với cái dòng xe Volvo này thì chúng ta thay rất là dễ, tại vì nó những cái van này là nó xài siêu hết, nó xài chip vừa tới thôi ha. Đây. Anh em hãy đổi những cái cộng cái orange này qua bên bên này ha. Đây. Thấy những cái đó. Tại vì những cái cộng orange đó là những cái sợi làm kín, chúng ta bỏ qua. Bên cái bộ phận mới là ok ha. Đã xong ha. Thì các anh em mình mua vật tư về là chúng ta có thể thay hoàn toàn như video là ok rồi. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để chúng ta tiếp tục theo dõi những video tiếp theo ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.